Ngày 1 tháng 6, lãnh đạo Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa thông tin lực lượng chức năng đã bắt được tù nhân trốn trại Triệu Quân Sự trên địa bàn xã Yên Dương, huyện Hà Trung. Theo đó, Triệu Quân Sự bị tổ tuần tra của Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung bắt được khi đang đi bộ trên địa bàn vào khoảng 15 giờ chiều. Khi đó, đối tượng đang đi vào trong ngõ của xã Yên Dương. Theo lời một số nhân chứng, thời điểm bị bắt, Triệu Quân Sự đang tìm cách bắt xe khách để tẩu thoát đi xa hơn, nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời phát hiện. Ngày 1 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thị Hiền Trang, sinh năm 1988, trú tại tiểu khu 15, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, đối tượng Trang đã lạm dụng sự tín nhiệm là lớp phó học tập, thu tiền học phí của 45 học viên Trường Đại học Vinh liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Sơn La với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Sau khi thu tiền học phí, Trang không nộp cho nhà trường theo quy định mà sử dụng vào mục đích cá nhân, trong đó có việc đầu tư vào app Binance trên mạng, dẫn đến không thể chi trả được số tiền đã chiếm đoạt. Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vừa vận động thành công một đối tượng ra đầu thú về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, vào tháng 10 năm 2021, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, đối tượng Lò Trung Lập, sinh năm 1976, trú tại thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, đã có hành vi dùng điện thoại di động đập mạnh vào đỉnh đầu vợ là chị Nguyễn Thị Tê trong khi chị Tê đang mang thai. Hậu quả, chị Tê bị thương nặng ở vùng đầu, đối tượng Lập sau đó đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sông Mã đã ra quyết định truy nã đối với bị can Lò Trung Lập về tội cố ý gây thương tích.